Xin chào các bạn đã quay trở lại với Nói Thẳng Funny. Hôm nay tôi với các bạn sẽ cùng nhau trao đổi về một chủ đề là ở Việt Nam thì có bao nhiêu chủng loại hoa lan, cũng như là các cái loài hoa lan đặc hữu mà chúng ta biết đến thì nó là như thế nào. Có lẽ các bạn đều biết là ở Việt Nam chúng ta nó có khoảng phân bố là khoảng 120 cho đến 150 chi, và nó có khoảng gồm hơn 800 loại hoa lan. Quả thật là một con số mà các bạn cũng phải giật mình, nó rất là nhiều. Đến chưa kể trên thế giới nó có khoảng 25.000 loại, thì các bạn mới biết là nó nhiều đến mức độ như thế nào, đúng không ạ? Và khi nó nhiều đến mức độ như vậy thì các bạn biết là ở đâu đó nó cũng sẽ có những sự đột biến. Và có thể là gì, tôi với các bạn sẽ đi vào các cái loại hoa lan mà có lẽ là chúng ta đã quen ở Việt Nam. Loại mà đầu tiên không thể là không kể đến, và nó cũng là một trong những cái nó tạo sóng ra đợt vừa rồi, thì có lẽ các bạn đều biết đấy là lan phi điệp. Bởi vì lan phi điệp là một trong loại lan mà tôi đánh giá là nó cũng khá là đẹp, cũng cả nhiều, cũng một cái nữa là nó cũng khá nhiều các màu sắc sặc sỡ. Thì đây là một cái loại lan tôi nghĩ ai cũng biết. Một loại thứ hai đấy là loại lan thiên nga đen. Thì với loại lan này thì có lẽ nó là một trong loại lan mà nó có cái sự bí ẩn, đúng như cái tên gọi của nó. Ngoài ra thì cái hoa của nó cũng có rất là nhiều. Và cái mùi hương thì có lẽ là các bạn cũng nên tự cảm nhận. Một cái vấn đề nữa là có lo một cái vấn đề nữa đây là lan hồ điệp. Thì thực ra dòng lan này thì nó là cái dòng lan nhập từ Philippines và từ Thái Lan vào Việt Nam là nhiều. Bởi vì cái lan hồ điệp nó xuất phát từ một số nước ở Đông Nam Á. Ngoài ra thì nó còn có lan vũ lữ, thì chắc là các bạn đều biết hoa lan vũ lữ thì hiện nay nó có hầu hết ở các cái tỉnh thành Việt Nam của chúng ta. Ngoài ra thì còn có lan hoàng thảo. Cái chi hoàng thảo là một trong những chi mà tôi thấy là có rất nhiều loại lan mà nó rất là đẹp và thơm. Gần Tết thì các bạn cũng biết là chúng ta có những dòng về lan kiếm, ví dụ như lan trần mộng hay là một số các dòng lan khác. Nếu như kể đến đẹp thì bản thân Nói Thẳng Funny thấy kiều là một trong những cây lan mà bản thân Funny thấy nó rất là đẹp. Kiều thì các bạn thấy nó có rất nhiều loại kiều, thì nó đem lại một cái nhìn gì về cái màu, cái sự nhẹ nhàng khi chúng ta ngắm những cái bông hoa kiều lở. Ngoài ra thì chúng ta còn có bạch nhạn, chúng ta còn có tam bảo sắc, chúng ta còn có cẩm báo, chúng ta còn có giáng hương. Chúng ta còn có những cái loại lan khác, ví dụ như là trầm, trầm tím, hay là lan chuỗi ngọc, hoặc là lan Phật Bà. Thì đấy là những loại lan mà tôi thấy nó khá phổ biến ở Việt Nam. Về hương thơm thì có lẽ là mỗi một người đánh giá một cái tiêu chí hương thơm nó khác nhau. Nó giống như cái màu sắc của hoa lan cũng vậy thôi. Mỗi người đánh giá một cái vẻ đẹp của một cái hoa lan ở một cái khía cạnh nó khác. Nhưng theo như Nói Thẳng Funny thì có lẽ là tam bảo sắc, hoàng nhạn, cũng như là một số dòng quế lan hương, thì với cả trầm tím, thì thực ra những loại hoa lan đó thì nó rất là thơm, và cái mùi thơm của nó mang tính nó phảng phất, nó nhẹ nhàng, chứ nó không phải đến mức mà chúng ta phải dí sát mũi vào để chúng ta ngửi thì nó mới có được mùi thơm. Có một cái thông tin nó khá hữu ích về cái mùi thì hương của hoa lan đấy là gì, đấy là không phải loại hoa lan nào, hầu hết loại hoa lan đều không có mùi hương, đều không có mùi thơm, chỉ có một số loại thôi nó mang tính chất đặc trưng, nó có những mùi thơm đặc trưng, còn lại thì cái mùi thơm của nó gần như không có, hoặc là chúng ta phải dí sát mũi thì chúng ta mới ngửi. Ngoài ra thì các bạn thấy là ở Việt Nam thì cái sự phân bố về các cái dòng hoa lan nó gần như nó trải khắp ở các cái tỉnh thành của chúng ta, và có lẽ là tập trung nhiều nhất là ở những khu vực Tây Nguyên, và cụ thể ở Đà Lạt là một trong nơi mà nó tập trung được rất nhiều loại lan nhiều nhất. Thì trên đây đó là những cái thông tin mà Nói Thẳng Funny thấy nó khá là hữu ích. Cũng mong muốn đem đến lại cho các bạn được một cái góc nhìn mới về hoa lan. Mong các bạn để lại những comment ở dưới để cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn như thế nào.